Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ lây hoay với chiếc xe máy cũ kỹ đang bốc cháy được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, và quan tâm hơn cả là hành động ấm lòng của người lạ ngay sau đó. Cụ thể, khi phát hiện ra sự việc, một người đàn ông đã lập tức lấy bình chữa cháy ra cứu giúp, khiến người xem cảm nhận được tinh thần tích cực, tình người giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn. Trong đoạn clip, người phụ nữ mặc áo mưa, đầu đội mũ bảo hiểm, luống cuống nhảy khỏi xe, loay hoay không biết xử lý ra sao. Những người xung quanh thấy vậy vội vàng xuống lại giúp đỡ, động viên chị bình tĩnh. Một cô gái vì quá vội đã lấy một chậu nước cho chị dập lửa, nhưng không thể khống chế được ngọn lửa. Một người đàn ông thấy vậy vội vàng chạy vào trong nhà, lấy bình chữa cháy ra, phục thẳng vào chiếc xe máy. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình, ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt.